Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong 4 clip trước thì thầy đã quay ở bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. 4 thì thành 8 đúng không nào? Tại vì mỗi bài thầy chia tiết 1 là lý thuyết, tiết 2 là phần bài tập đúng chưa? Và em đã được học tất cả các hình từ tam giác đều cho tới hình thẳng cân rồi đúng chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 5. Đó chính là hình có trục đối xứng. Như vậy thì theo em thì một hình như thế nào được gọi là nó sẽ có một cái có trục đối xứng và nó có bao nhiêu trục đối xứng, mà nó tùy theo hình em nhé. Có hình thì không có trục đối xứng nào, và có hình thì có một trục đối xứng, có hình thì có hai trục đối xứng, có hình thì có ba trục đối xứng, có hình có vô số trục đối xứng. Như vậy thì học cái bài này chúng ta sẽ biết các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 1. Trong trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nhé. Thầy đã nói rồi, dạy nhiều thì nó cũng sẽ sai sót nhiều, nhưng mà thầy sẽ hạn chế tới mức tối đa cái việc sai sót nhất à, được chưa nào? Còn trong quá trình mà dạy mà có gì sai sót thì các em comment để mà thầy biết, để mà thầy có thể sửa chữa, dù thầy có thể thầy nói nhanh hay là như nào đó thì các em nói để thầy khắc phục nha. Ta sẽ đi sang phần hoạt động em. Lấy hai chiếc ok giống nhau để xếp thành hình như hình 42. Là hai chiếc ok, sau đó đây anh em, trời xíu nào, ví dụ ở đây là của thầy là một chiếc ok đúng không? Đây thì em sẽ lấy hai chiếc ok và các em cho cái mặt này nó sẽ ập vào nhau. Ví dụ giả sử cái bút đây đây và cái bên đây là một ok, bên đây một ok, chúng ta ập vào nhau giống như đây, thì ở đây các em thấy tạo thành cái đường thẳng d màu đỏ này, các em thấy nào? Như vậy khi mà cái đường thẳng d màu đỏ thì các em thấy ở hai bên này, cái chiếc ok này và chiếc ok này, em thấy nó nhân như nào với nhau em, nó sẽ rất là cân đối và hài hòa với nhau đúng không nào? Nó cân đối và hài hòa với nhau. Nếu giả sử em lấy chiếc ok này, cái đỉnh ở đây chúng ta khép cái đỉnh ở đây, lấy này người ta chồng ở đây thì nó sẽ khít lại với nhau. Nhưng mà khi đó cái đường thẳng d này người ta gọi là trục đối xứng của hình này. Cái hình này nếu như mà chính xác đó chính là một cái tam giác, có đúng như nào? Đây, một cái tam giác. Rồi tương tự như vậy thì ở đây chúng ta lấy 4 miếng bìa giống nhau để xếp thành hình như hình 43 là ra được cái hình gì? Hình thang, hình thang cân đúng không nào? Đây, giả sử thầy đã chuẩn bị sẵn hình thang cân này. Giả sử thầy chuẩn bị hình thang cân. Nếu giả sử như ở đây người ta nói đường thẳng D thế nào? Để tạo đường thẳng D thì chúng ta thầy sẽ gấp cái mép ở đây, cái đỉnh ở đây này, trùng với cái đỉnh này. Cái đỉnh này trùng với đỉnh này. Được không nào? Đây. Thầy gấp cho em xem. Thấy chưa? Như vậy thì ở đây thầy sẽ tạo cái đường thẳng D. Đây này. Đây. Các em thấy đường thẳng đó. Các em thấy không? Thấy đường thẳng D không? Như vậy thì cái đường thẳng này mà thầy vừa mới gấp này, đây. Đây chính là cái trục đối xứng của cái hình thẳng cân này. Tại sao nó là trục đối xứng? Tại vì khi mà thầy khép lại, thầy chồng lên nhau thì hai cái hình này nó sẽ tương ứng bằng nhau và nó khít với nhau. Các em thấy không? Như vậy khi đó chúng ta nói cái đường này, đây cái đường này, đó chính là trục đối xứng của cái hình này. Đó, vậy thôi, rất là dễ hình dung luôn, thấy chưa? Đấy. Rồi. Như vậy thì sau khi mà thầy đã làm thực hành trên cái hình thẳng cân, cái tờ giấy của thầy chuẩn bị, các em đã hiểu thế nào là trục đối xứng rồi đúng không nào? Như vậy này. Ở hình 42, hình 43, cái đường thẳng D màu đỏ chia thành hai nửa. Nếu ta gấp theo đường thẳng D, đây, thấy chưa nào? Đường thẳng D đây, nếu ta gấp lại này, đây gấp lại này. Nếu mà gấp theo đường thẳng D thì hai nửa này sẽ trùng khít với nhau. Đây, hai nửa này nó sẽ trùng khít với nhau, thấy chưa? Ok. Những hình như vậy gọi là hình có trục đối xứng, và đường thẳng D được gọi là trục đối xứng của hình. Ok. Như vậy các em ghi lại cái phần câu này tới chỗ đây và trong vở để chúng ta hiểu thế nào là trục đối xứng em nha. Kim ghi thầy phần chú ý luôn, chú ý hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục, được chưa? Đối xứng trục. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang ở phần 2, trục đối xứng của một số hình. Ta đi sang phần 1, đối với đoạn thẳng AB. Kim ghi thầy phần này vô nha. Đối với đoạn thẳng AB thì hình có trục đối xứng
và trục đối xứng của đường thẳng D đi qua trung điểm O của đường thẳng AB và vuông góc AB. Đây, này nó nhìn thầy vẽ trong đây nó dễ hiểu hơn nè. Nghe thầy giảng ở chỗ đây nó dễ hiểu hơn. Giả sử như thầy có cái đường thẳng AB bằng 6 cm. Được nè, 6 cm. Thầy đánh dấu ở chỗ 3 cm có mục đích của thầy em nha. Như vậy thì ở đây, nếu giả sử như thầy có đường thẳng AB bằng 6 cm, bây giờ thầy yêu cầu các em đi tìm cái trục đối xứng của nó. Như vậy trục đối xứng của nó mà nếu như á mà các em vẽ xéo như này, ở đây là cái điểm nằm giữa em nhá, cái điểm nằm giữa nghĩa là cái trục đối xứng phải đi qua trung điểm là thứ nhất này, là điểm O này phải là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trung điểm nghĩa là cái đoạn OA phải bằng đoạn OB, nghĩa là mỗi đoạn này sẽ là bao nhiêu cm, nghĩa là đoạn này sẽ 3 cm và đoạn này sẽ 3 cm, đại khái là như vậy. Thứ nhất là cái đường đó phải đi qua trung điểm, nhưng mà nếu các em đặt cái thước như này, các em kể xuống như này là cũng bị sai, hay như này cũng sai. Mà cái đường đó phải như nào các em? Phải vuông góc đi qua, nó có hai thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là đi qua đâu? Đi qua trung điểm. Trung điểm của đoạn thẳng. Và đồng thời đó chính là gì? Đi qua trung điểm đoạn thẳng AB và đồng thời vuông góc. Vuông góc với đoạn thẳng AB. Đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng AB. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ kể vuông góc. Đó, vuông góc. Như vậy thì cái đường thẳng D này này, đường thẳng D này phải thỏa mãn hai điều kiện thì nó mới là, nó là trục đối xứng của đoạn thẳng AB. Thứ nhất đi qua trung điểm O. Để có trung điểm O này, nghĩa là cái điểm O này phải nằm chính giữa AB và cách điều AB. Ví dụ ở đây 6 thì O này nó phải nằm là ngay chỗ là gì? 3. OA bằng OB, mỗi anh là 3 cm. Và đồng thời D này phải vuông góc với AB tại O. Thì khi đó D này mới là trục đối xứng của AB. Nghĩa là khi chúng ta gấp lại thì cái đầu mút A và B này nó phải khít với nhau. Chứ nếu các em di chuyển D qua phía bên đây thì chúng ta gấp lại không bao giờ khít được. Ta hiểu như vậy, hiểu chưa nào? Thì nó đã, nghĩa là thầy giảng để ta hiểu sâu và kỹ hơn như vậy. Thì phần này các em ghi vào trong vở giúp thầy này, vì em thầy cái hình này vô ghi cái đoạn này và vì em thầy cái hình này vào để học này. Đối với đường tròn, nghĩa là đối với cái đoạn thẳng A này, thầy nói là nó có một trục đối xứng. Ở đây có một trục đối xứng thôi nha, trục đối xứng, cái duy nhất là một trục đối xứng thôi, chúng ta không thể nào tìm được hai trục đối xứng được. Ok. Còn đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng này. Nhiều trục đối xứng. Và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi đi qua tâm O của nó. Đây, thầy sẽ vẽ ở bên ngoài đây là các em dễ hiểu nhất này. Đây nghe. Rồi. Như vậy thì giả sử thầy có cái đường tròn tâm O này. Cái đường tròn tâm O này. Đúng không? Thì người ta nói là đường, và thầy nói luôn là đường tròn tâm O này nó có vô số trục đối xứng. Và cái trục đối xứng của nó là cái đường đi qua tâm. Cái đường đi qua tâm O nghe. Đây. Một trục. Hai trục. Ba trục. Đúng không? 4 trục, 5 trục, 6 trục, 7 trục, 8 trục gì đó. Vô số, chúng ta không bao giờ đếm được hết số trục đối xứng của cái đường tròn. Đường tròn tâm O đang tính R. Như vậy thì cái thằng này là vô số. Nhớ nha, nhiều không đếm hết người ta gọi là vô số trục đối xứng. Ok. Rồi, vẽ thầy đường tròn này vô, ghi thầy phần 2 này vô. Được chưa? Rồi, ta tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Là đối với hình thành công. Đối với hình thành công thì hồi nãy thầy đã có hình và thầy đã gấp cho các em rồi. Có một trục đối xứng này. Đó. Cái trục đối xứng này đó chính là cái đường thẳng đi qua trung điểm. Đi qua trung điểm. Đây này. Nếu mà cụ thể hơn cái chỗ hình thành công có một trục đối xứng là đường thẳng A thì các em bổ sung thầy đây chính là là đường thẳng. Đi qua trung điểm
của hai cạnh đấy nha các em nha, hai cạnh đấy chứ nó không bao giờ đi qua hai cạnh bên các em nha. Hai cạnh đấy này, đây gọi là đây nhỏ mà, đây mà gọi là đây lớn này. Đây các em có thể ghi thầy câu này vô, sau đó các em ghi thêm là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đấy. Nghĩa là đây các em sẽ lấy trung điểm, ví dụ hình thang này là AB CD đây, các em lấy trung điểm, ví dụ đây là trung điểm Y của cạnh AB, ở đây là trung điểm F của DC, sau đó các em nối YF lại thì nó sẽ ra được trục đối xứng. Đây này các em nhìn cụ thể này, đây ví dụ hình thang này thì cái đường này đúng không. Nhưng nếu như giả sử như một số bạn nói thầy ơi vậy thì cái trung điểm mà nối của hai cạnh bên này có phải hay không, thì bây giờ chúng ta thử gấp thử nha, nó có khít hay không nha, thì là cái biết đây coi thử cái đây nhỏ này, cái đây nhỏ đây lớn, các em coi thử nó có khít không, khi mà các em gấp lại nó có khít không, đây có khít không, có phải hai bên nó lòi ra hai cái mép này, đây này đâu có khít đâu, nó lòi ra cái mép này và lòi ra cái mép này này, thì chứng tỏ cái đường này này, cái đường này đâu có thể nào kết luận nó là cái trục đối xứng được các em. Như vậy nó chỉ có một trục đối xứng này khép với nhau lại là khít nhau này đó, nó có hình ảnh như vậy các em rất là dễ hiểu được chưa. Rồi còn đối với cái hình lục giác đều thì có 6 trục đối xứng. 6 trục đối xứng này này, nhớ này, 6 trục này nó bao gồm này là đó chính là ba đường chéo chính là đây, cái đường mà đi qua R này, thấy không, cái đường chéo chính thứ hai là gì em, S này, và đường chéo chính thứ ba là Q này. Ba đường chéo chính này chính là R này, S với lại là Q với lại là gì, đó chính là các cái trung điểm, nói các trung điểm của cái cạnh, các cạnh đối diện ha. Ba cái đường đi qua trung điểm của cặp cạnh đối, của cặp cạnh đối thế này, thầy nói là này, nếu mà cái đường R này đường chéo chính thứ nhất này, S là đường chéo chính thứ hai này, và Q đường chéo chính thứ ba này, là ba đường rồi đúng không. Còn ba đường còn lại này, B này, thấy không, B là đi nối trung điểm này, vuông góc này, đây trung điểm này, đây trung điểm này, và đồng thời vuông góc này, thấy chưa. Tiếp tục B này là gì nữa, N này và M, đó chính là B N với lại M đó, hiểu chưa. Ok rồi, ở đây người ta yêu cầu các em là tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó. Thầy giả sử như ở đây thầy lấy ra cái hình vuông và hình tam giác đều cho các em xem nha. Giả sử bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình vuông, hình tam giác đều trước. Giả sử thầy vẽ ở đây là 4 cm, ví dụ như A B, bây giờ người ta dùng cái comba chúng ta vẽ chính xác để ra được cái hình tam giác đều. Đây, cái cách vẽ thì chúng ta biết rồi đúng chưa? Ta ở đây chúng ta vẽ một cung tròn, nhỏ nhỏ thôi không cần lớn thôi. Đó, thấy chưa nào? Thì cái này C, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng thước chúng ta nói lại. Thầy sẽ xác định luôn cho các em các cái trục đối xứng của nó. Đó, như vậy thì ở cái tam giác đều này, tam giác đều thì các em nhớ thì là nó có 3 trục đối xứng nha. Có 3 trục đối xứng. Trục thứ nhất này đi qua C. Đi qua C và đi qua trung điểm của cạnh đối diện, được không nào? Và đồng thời vuông góc. Trục thứ nhất, ok chưa? Vuông góc này, đây trung điểm này. Trục thứ hai, đi qua B và đồng thời cũng là vuông góc với lại AC, trung điểm của AC. Thể hiện hai cạnh này bằng nhau. Và cái trục thứ ba là đi qua A
đó nè. Và đồng thời ở đây cũng vuông góc trung điểm. Nếu sau này chúng ta được học cái chỗ vị trí giữa này này, người ta gọi là tâm đối xứng nha. Ở cái bài số 6, tâm đối xứng là chỗ này. Đấy, hoặc là ví dụ như hình vuông, hình vuông chẳng hạn, hình vuông có bốn trục đối xứng em nha, hình vuông có bốn trục đối xứng. Thầy sẽ vẽ cho em xem. Ví dụ hình vuông đúng không nào, thầy cũng vẽ hình vuông có cạnh là 4 cm đây. Đáng lẽ dùng ok nhưng mà thầy vẽ nhanh em nhé. Chúng ta phải sử dụng ok thì mới đúng. Ở đây chẳng thước này thầy vẽ nhanh luôn. Ở đây người ta yêu cầu nó con hình mà thầy vẽ cho em hai hình là ok rồi. Rồi cái trục đối xứng thứ nhất của nó đó chính là hai đường chéo em, hai đường chéo này, trục thứ nhất. Trục thứ hai là đường chéo thứ hai, được chưa? Trục thứ ba đó chính là nối trung điểm của cặp cạnh đối diện. Trục thứ tư cũng vậy, đó chính là nối trung điểm của cặp cạnh đối diện. Xong bốn trục đối xứng, nhớ là tam giác là 3, hình vuông là tam giác đều là 3, hình vuông là 4, ngũ giác đều là 5 trục đối xứng, lục giác đều là 6 trục đối xứng. Cứ như vậy các em tính lên, thất bát, bát là 8 thì chỉ có 8 trục đối xứng, vậy thôi, cứ thế mà tính lên em nha. Ok rồi, về phần bài tập đây em, bài tập rất là dễ. Thấy chưa? Ở bên đây thì có thể bạn em biết là ví dụ như em thấy trên thực tế, ví dụ như là cái tháp Eiffel nha, tháp Eiffel của Pháp á, Paris Pháp không nè, rất là cân đối hài hòa. Khi mà gấp lại thì nó sẽ khít với nhau là được. Ok, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập. Chúc em học tốt, bye bye. Ok nha. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần lý thuyết của cái bài số 5. Và chúng ta đã biết được thế nào là hình có trục đối xứng rồi đúng không nào. Thầy đã chỉ ra một số hình và xác định được cái trục đối xứng của nó rồi. Được chưa? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập. Ở phần bài tập ở trong đây gồm có 3 bài nha. Chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Trong các hình 48, 49, 50 hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của các hình đó cỡ cả màu sắc và họa tiết. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy, bây giờ chúng ta xét hình 48 có trục đối xứng hay không. Chữ H này chắc chắn sẽ có trục đối xứng, đúng chưa nào? Như vậy thì chữ H này nó có mấy trục đối xứng em? Đó chính là hai trục đối xứng nè, hai trục đối xứng, và thầy vẽ ra cho các em luôn. Trục đối xứng thứ nhất đó chính là nó sẽ đi qua trung điểm của cái anh này, anh em. Trục thứ nhất nè, đó. Trục thứ hai, đó. Được chưa? Như vậy thì hình H, chữ H này có hai trục đối xứng này. Đối hình 49 có mấy trục em? Có 5 trục không à? Đây. 1 này. Đúng nè. 2 này. Đúng chưa? 3 này. Đây ngôi sao năm cánh ha. Nhìn đây là nhớ tới quốc kỳ của Việt Nam đúng không? 4 và đây. Sẽ là 5. Năm trục đối xứng, được chưa? Còn đối với hình này, ta chú ý các họa tiết của nó anh em nhá, giống nhau này, chứng tỏ đây này, đây. Nên là khi chúng ta vẽ mà khi đó chúng ta gấp lại, mà khi nó chồng lên nhau mà nó khít với nhau á thì nó sẽ là có trục đối xứng em nhá. Đấy, dù chúng ta gấp hai bên lại thì nó sẽ chồng lên khít lên nhau.
Rồi, và trục đối chứng thứ hai. Này. Hình này. Thấy không nào? Ok. Còn nữa nè. Giải chứng đây nữa nè. Được không? Được ha. Bốn trục không? Được nè. Được không nè. Được đúng nè. Ta phải hình dung trong đầu. Không tin thì bây giờ chúng ta vỉ hình lại và chúng ta cắt ra. Xếp chồng thì nó sẽ khít. Đây là hai trục này, năm trục. Đây năm trục này. Đây hai trục này và đây bốn trục này. Được chưa nào? Hiểu không? Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 2. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2. Trong hình 51, các hình từ A đến C nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng thì chỉ ra trục đối xứng của hình đó cực kỳ màu sắc. Đây đúng rồi. Cho nằm ngang này thì chắc chắn tại vì cái màu sắc của nó tương ứng. Nó chỉ đối ở hai bên thôi chứ còn đối ngang thì không được rồi. Như vậy thì đây. Đây kia. Hình này chỉ có một trục đối xứng thôi. Được chưa? Còn ở cái hình B, ta xem này nè. Như này thì nếu là không được này, nếu ta gấp lại như này không 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 thể nào khít được về màu sắc được nè. Ở đây giả sử như trục đối xứng nó nằm ngang, chúng ta phải hình dung ra trước, ta để trước rồi nè, ta gấp lại nó cũng không có thể nào có trục đối xứng được. Như vậy hình B này không có trục đối xứng, hình A này có trục đối xứng nè. Như vậy hồi nãy ở trên đây là ba hình này là có trục đối xứng hết, tại vì hình B này không có trục đối xứng em. Cái hình C đây em thấy nó đối nhau này, em thấy này. Như vậy ở đây trục đối xứng thứ nhất là nằm ngang này, đã thành lỗi nằm dọc này. Nằm dọc khi đó chúng ta bị hai cái này khép lại với nhau thì nó khít nhau. Coi thử nào. Đây các em, gấp lại thử nó khít không các em? Khít đúng không? Như vậy hình này có hai trục này, màu sắc nó đối tương ứng đối nhau. Ví dụ như thằng này gấp lại thì khít với thằng này, thằng này thằng này khít lại này. Ok, hai trục chúng ta hình A với hình C. Vậy thôi. Đúng chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 3 các em. Tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn. Trong thực tiễn thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái hình mà nó thể hiện cái sự cân đối, hài hòa với nhau. Thầy lấy ví dụ như là con bướm chẳng hạn. Đúng không? Con bướm khi mà nó xòe cánh ra thì cái thân của nó theo chiều dọc nó sẽ làm có một trục đối xứng, tại vì khi đó hai cánh mắt của nó khép lại với nhau thì nó sẽ chồng khít lên nhau đúng không? Hoặc là cái tháp Eiffel, cái từ Eiffel ghi làm sao này, bên đây cũng có này, đây, Eiffel đó nè, tháp Eiffel. Hoặc là biển báo giao thông, biển báo giao thông nguy hiểm chẳng hạn, giao thông nguy hiểm thường là nó là hình tam giác em, đó, thường là hình tam giác đều này, đó, hoặc là biển báo dưới dạng là hình tròn, cấm như này, biển báo cấm, biển báo cấm, tròn là thường là cấm em nha, đấy, hoặc là cây cỏ cỏ bốn lá chẳng hạn, cỏ bốn lá, cỏ bốn lá, rất là nhiều em. Hoặc là các cái gì, các cái kim tiểu tháp, kim tiểu tháp ở Ai Cập, hoặc là các cái tháp Chàm em, tháp Chàm ở như ở Tuy Hòa thì có núi Nhạn có tháp Chàm, tháp Chàm, hoặc là ở Nha Trang có tháp Bà Bonaga, đó thì đấy chính là những cái công trình mà người ta khi thiết kế thì nó sẽ rất là cân đối hài hòa, nghĩa là nó sẽ có trục đối xứng em, được không nào? Đấy, trục đối xứng là gì thì chúng ta đã biết rồi. Ok chưa nào?
đặc biệt là các cái biển báo, chúng ta đi chúng ta thấy các biển báo hình tam giác nguy hiểm, ví dụ như công trình đang thi công hay gì đấy, biển báo cấm, ví dụ cấm quay đầu xe hay là cấm đi vào đường cao tốc như nào đấy, thường người ta sử dụng biển báo hình tròn, được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 6. Chúc em học tốt, bye bye các em nha. Ok.